Nhưng mà không có bị tăng động nha anh Hoàng Rapper. Mừng quá, tới giờ phát sóng rồi. Vậy này mọi người đã ngủ chưa? Dậy đi nào, dậy đi nào. Bên đây là Thám Tử, chị Cát Tường xinh đẹp. Thám Tử hết sức là tài hoa, Thám Tử Lincoln. Còn bên nhà lá bên đây là anh Hoàng Rapper và Quang Bảo hết. Tính leo ly của anh và của ngày em. Nhìn người ta sang trọng vậy, bây giờ già rồi. Nhà lầu hả? Nhà lầu, cũng bên nhà lá. Còn giữa nhà lá, bởi vì anh mặc cái áo này chi vậy? Em nói anh đừng có mặc cái này rồi. Anh mặc cái vậy bây giờ quý vị thấy người ta nói mình nhà lá không? Em mặc áo khoác mà. Em mặc áo khoác đó bà. Bên đó, còn đỡ bên kia, nhà lá. Nhưng mà bên đây là biệt thự nha. Biệt thự mà áo sọc, sọc trắng, sọc đen thì em nghĩ tới cái nhà gì? Rồi nha, bây giờ sẽ hay xin đọc lá thư của tuần trước. Dạ, em chào chương trình du lịch kỳ thú và các anh chị thám tử vui nhộn. Em tên là Dương Quốc Phong, năm nay em 20 tuổi. Hiện tại em đang sống tại huyện Thuận An, Bình Dương. Em rất yêu thích bộ môn bia. Gần đây em có xem một đoạn video clip trên mạng, em thấy những pha biểu diễn bia rất là đẹp mắt và khó của các cơ thủ. Em không biết những video clip này có thật hay không, mong các anh chị thám tử tìm hiểu giúp. Xin mời Hoàng Rapper để thể hiện tài năng cơ thủ của mình. Đây, nói đến cơ thủ, nói đến sự khéo léo và tinh tế thì đương nhiên Hoàng Rapper sẽ đảm nhận chương trình này và nhiệm vụ này. Bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy cùng theo dõi vào những đường banh rất là điệu nghệ của Hoàng Rapper. Bây giờ nhiệm vụ của mình làm sao phải vượt qua được một đống chứng ngại vật này mà băng làm sao cho cái gì vậy? Mắt và chạm vào hai trái banh đằng kia. Hai anh em hơn người ở chỗ là hai anh em mình là hai người mà có tới 8 con mắt. 8 con mắt này phải nhắm làm sao cho chính xác không? Hai người làm sao 8 con mắt sao? Đó, kiếm vượt qua được những chướng ngại vật làm sao để cho bia băng chạm vào hai trái băng đằng kia gửi là người. Sao làm được? Thử nha. Dạ vâng. Uống miếng nước cái cho bình tĩnh. Cố lên anh. Ủa, gãy bể ống kính thiệt hả? À, nay có lại 5 ngày rồi, anh không có lương. Đứng kéo kính tôi làm gì luôn. Anh hiểu, không hiểu, để em kêu ra ống kính bằng chi. Ngờ, không hiểu. Hoàng Mi Gia của người ta. Em cũng biết nữa. Này khó. Bởi vậy đó là lý do anh mời em đến đây. Đây là câu lạc bộ của cơ thủ hàng đầu Việt Nam. Dạ mời anh. Cảm ơn anh Chiến ngày hôm nay đã đón tiếp tụi em ở chính câu lạc bộ của mình luôn. Đây là bạn Quốc Phong. Đây là một khán giả yêu mến chương trình du lịch kỳ thú, gửi thư về thắc mắc với tụi em là ở trên mạng YouTube có một số video clip của các cơ thủ quốc tế, người ta biểu diễn bia nghệ thuật và bắn bi vượt băng rồi vượt chướng ngại vật rất là ảo diệu, thì bạn nó thắc mắc là không biết là người ta có sử dụng kỹ xảo điện ảnh không? Cái đó là có cái sự tính toán trước để thực hiện được những cái clip như vậy, mà không có lỗi trong đó thì người ta phải thực hành rất là nhiều lần. Đó, khó lắm chứ bộ. Mà có bao giờ anh thử biểu diễn này chưa? Cái này là lần đầu tiên. Ồ vậy anh? Ủa, lần đầu tiên hả? Hay vậy? Á quần thế giới đó, anh Nguyễn Chiến. Á quần thế giới. Thế giới luôn hả? Thế giới. Vừa kết hợp giữa bộ môn thể thao bia với bộ môn nghệ thuật bia. Dạ, chuẩn bị nè. Đây là cây cơ quen thuộc của anh hả? Đúng rồi, đúng rồi. Cây cơ đã từng tạt ngôi áo quân tại Guri. Ồ, đây. Cây cơ 2.500 đô. Cây cơ quyền thoại. Cơ thì nó mang lại vinh dự. Cái cơ. Dạ, đây. Đâu mắc đâu, 2.500 mà. 50 triệu. Trời ơi, mắc 50 mấy triệu. Đúng, mấy cái cơ mắc ác nữa đó. Bi chủ mình chạm đủ qua băng trở lên, từ qua băng trở lên rồi mới đụng bi mục tiêu bên thứ ba. Wow. Là ghi một điểm. Giờ em sắp chướng ngại sao cho nó đẹp đẹp. Trời ơi, vậy sao đi? Đó, làm sao mà không chạm vô chướng ngại vật nha. Mà chàng chạm vô ba băng nè, rồi chạm vô hai cái trái đằng kia nữa. Khó lắm chị ợ. Wow, đó anh phải tính. Anh phải tính được sự thông minh. Đó, chạm vô nè. Xuất sắc chưa?
hay quá. Trời ơi sao đi hay vậy? Đó. Phải đụng hai cái banh, đụng ba bàn, đụng hai cái banh luôn. Mẹ đụng hơn ba banh rồi. Hơn luôn. Mẹ năm banh á. Cho em để thực hiện cái. Nó dính hai cái banh dưới nữa mà. Không tưởng, không tưởng. Quá xá hay. Và em đánh ngắm vào cái lúc trắng thứ nhất. Rồi, thoải mái tại tới. Trời ơi, ghê. Tức là nè, tâm của trái bi này nó sẽ chạy vô cái đường này nè. Đánh vô cái đường chính giữa nè. Ok, em thực hiện lại đi. Anh ấn dưới bên này. Đúng rồi. Khó như bộ, khó. Cái để em. Thì luôn Hoàng như là kiểu gì cũng hư hết trơn. Làm gì hư, mình coi nghệ thuật. Thay gì đó, đúng không? Mình nói mình bay bay lên. Vui quá. Mình đánh bay lên. Mình bay vượt qua chứ ngay vật. Ok. 2 tháng liền thôi chứ nhiêu đâu. Đâu? 5. Năm. Anh đói rồi. Anh đói rồi. Bày đặt cái bún đi nha. Thì anh nghĩ là sẽ biểu diễn được. Bay bổng lên. Hồi nãy là mình chơi kiểu mê cung anh. Bây giờ mình chơi kiểu tường thành. Với bức tường dài 2m3 này thì không biết là anh sẽ vượt qua được thử thách này ra sao. Mà bắt buộc phải chạm ít nhất là 3 bàn nha anh. Cú đánh này nói chung là tương đối là khó. Em mời anh Chiến. Hay, đọc sao lại nhảy trên đây là cái quá nè. Không hiểu lắm. Cà dê về á. Trời ơi, đánh mà đi về gì nó trôi về nữa hả? Bây giờ sẽ là mô hình được mang tên du lịch kỳ thú. Để xem anh có vượt qua được chướng ngại vật này hay không. Này tôi nghĩ ra nè. Khó lắm. Cái lần này mình đã làm nó nhiều hơn. Không đủ lực. Thiếu xíu, khó lắm. Giải lao 5 phút nữa. Giải lao 5 phút nữa. Anh căng nữa qua. Căng lắm. Mà lúc đó có rất nhiều người tham gia nữa, người ta đứng coi nhiều lắm. Nói cho căng chứ, tinh thần căng chứ, tính toán chứ bộ. Mà cái này là của ảnh, cái mô hình của ảnh là của anh đưa ra. Anh đưa ra. Anh đưa ra luôn. Anh dễ khó tao quá. Anh biết cách đưa ra luôn hả? Đương nhiên. Hay vậy. Vâng, hay quá. Không ngờ. Ông đánh mấy lần mới được? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 7. Như vậy là qua ngày hôm nay chúng ta có thể thấy được là bộ môn bia không chỉ là một bộ môn giải trí mà nó còn là một bộ môn thể thao, một bộ môn nghệ thuật đòi hỏi người chơi phải có rất nhiều yếu tố quan trọng về độ chính xác, tinh tế và óc quan sát, và quan trọng nhất là cảm nhận. Giống như là một người đầu bếp để nấu một món ngon là phải đặt cái tâm vào đó, thì người chơi bia cũng vậy, phải để sự tập trung của mình cao độ nhất vào một cái niềm đam mê nhiệt huyết rất là lớn thì mình mới vượt qua được những thử thách này. Có nhiều cái suy nghĩ tiêu cực là môn bia là nó môn về đỏ đen nhiều quá. Khi họ muốn cờ bạc thì bất kỳ như thế nào họ cũng có thể cờ bạc được. Mọi người cứ đó là thường môn này là một cái môn cờ bạc, nhưng mà do người chơi người ta cờ bạc chứ không phải bản chất của môn này là môn cờ bạc. Bản chất của môn này là một môn thể thao, giải trí và nghệ thuật. Và qua tấm gương của anh Quyết Chiến, chúng ta có thể thấy được là chỉ cần mình có một ý chí đam mê theo đuổi được ước mơ, chắc chắn những cơ hội may mắn sẽ đến với mình. Và cảm ơn anh Chiến rất là nhiều. Sao Phong, thấy bên đây sao lắm? Giải tỏa được những thắc mắc của mình chưa? Dạ rồi anh, rất là vui khi được biết thêm nhiều thứ về bộ môn ngày hôm nay. Và cảm ơn Chiến rất nhiều, chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Em cũng muốn thử. Ha ha ha.
Nhưng mà anh cũng trải nghiệm đúng không? Là anh ấy xuất sắc á. Anh ấy số xuất này sắc. Rất là hay. Em nghĩ là không cần thám tử cũng được. Bây giờ thám tử giờ con không thấy làm gì hết trơn á. Thì bây giờ cố gắng cho tôi đạt quy quy chương rồi tôi đi bán quy chương tôi đền cho hai cái máy đằng kia. Nha nha, mọi người nhớ nha. Thương em đi. Mà vấn đề quan trọng là mình được gặp anh Quyết Chiến. Trong 2016 vừa qua thì ở giải của Hàn Quốc, giải Karom 3 băng thì anh đã rất xuất sắc giành được hạng nhì và mang về vinh quang cho tổ quốc mình, và đặc biệt là cú đánh 3 băng mà thành 7 băng rất là huyền thoại của anh. Bảy băng ai làm được 7 băng? Chạm 7 lần vào cái mà cái biên trắng ấy, trước khi mà nó chạm hai biên kia. 1 2 3 4 5 6 7, 7 lần. Đúng rồi, 7 lần. Và rất là khó mà anh đã làm được. Và bia nó được chia ra nhiều trường phái khác nhau, như là trường phái của anh Quyết Chiến là để đi thi đấu và đi để lấy điểm, còn sẽ có một môn trường phái khác là để nghệ thuật riêng hẳn luôn, biểu diễn để thôi. Biểu diễn thôi, chỉ đơn giản là để biểu diễn thôi. Mà là chị tưởng đâu là cái này là ảnh tự sắp và ảnh tự biểu diễn, tới đó là em sắp. Em sắp, nhưng mà vẫn phải tạo điều kiện thuận lợi để cho những đường bi làm sao cho nó thẳng và đi cho nó mượt mà nhất. Trời, em thấy cái môn này là hại não lắm luôn á. Đương nhiên. Vậy lúc mà anh nói đi thi có nghĩa là sẽ có một cái mô hình gì đó anh ấy phải tự tính đường đúng không? Đúng rồi, anh phải suy tính xem cái đường đi đó như vậy mình có đi được hay không. Cái đây là một cái loại hình mà họ tự sáng tạo ra những cái đường băng của họ. Họ tính ghê lắm, ví dụ như họ đánh được cái đụng hai bi, ba băng đụng hai bi rồi. Thì xong họ phải tính cái băng của họ phải chạy đâu mà để họ nhãn lại cái bên kia để cho bên kia không đánh được. Giống mấy người đó trong đầu giống cái bản đồ. Cái khả năng hình học trong đầu họ tốt lắm, khả năng hình học với không gian đó tốt lắm. Tại vì Sĩ Thanh là không hiểu tâm lý đàn ông thôi, chứ thật sự là bữa đó ngoài rapper sau khi quay xong á, tự nhiên cái lực hấp dẫn của bạn bia nó kéo mình lại không muốn về luôn á. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều cơ thủ, rất nhiều người đàn ông cảm thấy rất yêu mến bộ môn này, đánh quên ngày quên tháng quên giờ quên giấc quên ăn quên ngủ luôn. Rồi nói chung hay được. Thằng Mỹ nhất kỹ lâu sẽ cấp cho em một mỗi người sẽ coi như làm cái thùng quyên góp cho em một ít tiền để đền lại cái máy quay. Cũng có bạn thiệt không? Thiệt mà nứt luôn màn hình mà hai cái luôn. Trời, chúc mừng nứt anh. Hai cái luôn hả? Đem ba cái nứt hết hai cái, còn cái trên trời thì may quá không nứt. Chúc mừng anh. Chúc mừng anh nha. Thay đổi đó không biết quyên góp không? Nãy trong cái cánh gà, Sĩ Thanh có nói rồi mà cũng đợi ai đấy lo lắng chứ. Ừ, ai tự lo chứ đâu liên quan lắm. Rồi tự lo lắng đi anh. Xa cơ lỡ giận bồ đá thì đừng có gọi cho anh nữa chưa. Rồi ok. Lá thư tiếp theo rất là hấp dẫn, sẽ anh xin đọc cho mọi người nghe. Gửi các thám tử vui nhộn, em tên là Võ Văn Thanh, năm nay 20 tuổi ở Đà Lạt. Em là người rất yêu thích ngựa, đặc biệt là ngựa đua. Vì em thấy hình ảnh của những chú ngựa đua lao về đích rất là đẹp và dũng mãnh. Em muốn nhờ các thám tử tìm hiểu về ngựa đua và nghề nài ngựa giúp em, để em có thể coi phù hợp theo nghề này hay không. Em cảm ơn chị rất nhiều. Trời ơi, thiếu gì nghề sao em mê nghề ngựa. Cái này sao không giao cho tôi vậy? Tôi đuổi ngựa nè. Giao về Liên Cô, xin mời Liên Cô. Trời ơi, trời ơi, có làm những cái này không hàng chi tôi chứ không có được làm gì là đúng rồi. Em có thiên cưỡi ngựa phải giao cho em nè. Ủa, chị cũng cưỡi ngựa được vậy? Em cưỡi ngựa nè. Trời ơi. Nhưng mà cái này em hy sinh rất là nhiều, tại ra em bị dưỡng lông ngựa. Hay dưỡng gì, hay từ từ này dưỡng kỳ nữa. Dưỡng lông ngựa nhưng mà em rất là hy sinh, tại em thích cái đó. Con chó mèo không? Chó mèo này không? Tại vì ban đầu thư ký giao là xét về ngoại hình ai mà giống Tuấn Mã cho lên con ngựa nó hợp và đẹp hơn. À đúng rồi, hoàng tử phải leo lên Tuấn Mã. Trời ơi, gì đẹp quá vậy? Ủa giờ lại nam giờ gì cũng có chân vậy nè hả? Trời ơi, sao kìa, nè, diễn sâu nè. Tôi nghi là có bàn tay nhúng vô của mày nè. Ý là chỉ có cái đầu nhúng hay không, không người không có lắc hiểu không? Cái người không có lắc là hiểu rồi, hiểu không? Cái khung cảnh nó còn di chuyển chậm mà. Trời. Mơ. Cái gì? Thấy chưa? Cái gì vậy? Ngồi xe. Ngồi trên xe mà lạnh nặng đâu mày vô chưa? Bỏ vậy. Kiểu gì có vô hình. Mày cứ xuyên da tâm sự bể. Ngựa gì? Không có nghĩa là có khán giả đó kêu là muốn thử trải nghiệm và học hỏi về cái nghề gì này nữa. À thì em tưởng tượng là nó rất là đơn giản, cũng chả có gì mà phải hỏi nữa. Bạn tưởng tượng là chuyện thực tế nó khó lắm. Tôi thử tôi bị té sắp mặt mấy lần rồi. Em thấy nó rất đơn giản, nghĩa là em thọt lên một cái là mình kéo bên này nó để em thấy kéo này để mình phải đơn giản thôi. Em nghĩ nó giống như lái xe vậy đó hả? Đúng rồi. Ok, rồi mình sẽ đi thực tế với em Tinh, gặp người quen của anh đi nha. Ghê luôn. Ừ, người quen của anh. Trời. Hồi xưa là nhờ là bác ấy mà anh té mấy lần. Bác Tài, đổi địa điểm đi. Cái cỏ này nè. Dạ, chú Phi ơi. Dạ, con chào dạ. Chú.
Đây là cái trại nuôi cách ly. Hai cái dãy trại này là chúng tôi mới nhập về là 64 con ngựa thuần chủng tự nhốt. Wow. Nha. Thì khi đưa về đây là nuôi cách ly một tháng 45 ngày. Để chi thứ nhất kiểm tra lại tình hình sức khỏe của ngựa. Đại khái là bây giờ cháu là cái người nước ngoài, cháu mới đến đây. Cháu ở chung với cộng đồng người Việt, cháu phải ở một chỗ nào đó để xem cháu có bị bệnh hoạn gì không, hay là bên đây có gì không, để tránh cái lây nhiễm. Để tránh lây nhiễm. Để tránh cái lây nhiễm. Chú so sánh dễ hiểu ghê ha. Mỗi một con ngựa thì nó có cái bảng này, nó có là tên ngựa nè, Ngọc Hân, tên Việt Nam dữ vậy. Chị gái hả? Tuổi đó nè. Xí xí chú. Còn 1m54 ghi là chiều cao 1m6 mà sao này 1m8. Chiều cao 1m6 là tính lưng, cái lưng đó đúng không? Cái lưng hả? Cái lưng của ngựa nha. Đó chỗ cái gù cao này nè. Cuối cùng là ông may quay hay là ông coi quay vậy? Cuối cùng là ai làm gì vậy? Ai là ai? Ai bắt dắt đi? Bắt bo của mình vậy đó. Bắt bo cho ngựa. Bắt bo cho ngựa. Trong đó nó có là tên cha tên mẹ, nó đã trải qua. Thí dụ như nó đang ở Việt Nam, nhưng mà trước đây là nó ở bên Hồng Kông, rồi trước đây nó ở bên Anh, rồi nó qua bên gì đó chẳng hạn. Thì nó qua từng giai đoạn. Thì đi tới đâu là nó sẽ cập nhật tới đó. Và cái con ngựa đó sẽ được đăng ký lên mạng của ngựa trên thế giới luôn. Khi người ta mở tên nó ra và biết ngựa đó đang ở đâu và như thế nào, đuổi bao nhiêu trận, thắng bao nhiêu trận thì ta biết. Ủa chú ơi, cho con hỏi xíu, cái cục này là cục này luôn ăn hay là gì chú? Theo mấy cháu nó là cái cục gì? Để con thấy hồi nãy ngựa nó liếm giống như là nó để liếm cho tới mòn luôn á. Đây, cái cục này á là con thú nhiệm vụ của nó, đây là cái cục canxi. Để chi để con thú khi mà nó thiếu cái chất canxi thì bản thân nó tự nó liếm ra đây. Hả? Đó, mà trời sinh nó ra cũng hay lắm, mình treo lên vậy là ta biết rồi. Hay. Mấy ngựa ghét mấy nhện lắm á. Đá là đau. Hay hả? Ừ. Thế mặc đồ người nhà anh vô ghét nó hút mà vậy vậy chứ nhất con ngựa đá đầu lưng tưởng thiệt chứ. Con ngựa đừng có đi sau lưng đó, cái nhất cho một đá. Con bò thì đừng có đi ngang không, nó con bò đi sau lưng đó được. Nếu mà huấn luyện một đàn ngựa, một người chưa biết thì chúng ta phải qua một cái khóa học cơ bản là phải ngồi lên ở dưới mô hình trước đó, mô hình kìa. Cao luôn rồi. Cao không, cái con này thấp, mấy con kia rất cao luôn á. Trước tiên là sẽ nắm cái dây cương để cho ngựa nó không có chạy đi. Rồi sau đó mới dịnh cái tay lên chỗ này. Rồi có một co chân lên, có một người đỡ lên. Chứ con ngựa thì nó cao lên vậy, nó ngựa ở thấp chứ con ngựa kia nó cao lên, không bao giờ mình lên mình mùa mình được. Sỏ nó ở phía ngoài đây, không phải sỏ múc ở trong đây. Trong đây nhiều khi ngựa mà ví dụ lỡ nó trứng hay cái gì hoặc cái gì nó té mình xuống thì nó ở đây thì nó sẽ vô cái chân ra nhanh hơn là ở trong đây. Hôm nay nó sẽ nhướng lại, nhướng cái chân lại là rất là nguy hiểm. Cho nên cái chân lại sẽ nằm ở đây, khi mà gì xúc cái chân ra liền. Ồ, để chân hờ chứ không phải là để luôn tính ha. Mà phải kẹp với hai cái bên hông của bên cái đầu gối vô. Kẹp hai đầu gối vô. Đánh vậy luôn hả? Quýnh nghĩa đau nó bị dậy anh đúng không? Quýnh rất là đúng rồi. Mà trước khi quýnh thì phải cho nó thấy trước. Nó thấy là mình sẽ quýnh. Ngựa đánh á, ngựa cua không tới cũng vậy, đánh chỉ được. Để giật mình đúng không? 8 rồi thôi. 8 rồi là rất nhiều. Trường hợp là nó đánh 5 rồi, 6 rồi. Có khi nào lúc mình nhá vậy là nó sẽ tự. Nếu mà mình nhá mình không đánh thì mình sẽ nhịp rồi vô cái vai của cái ngựa. Không cần đánh nó. Chỉ có ngựa là phải sợ rồi đó, là không cần đánh nhiều. Chỉ có cần là rồi đến đây để nhịp. Nhịp vô cái vai đó. Như ngoài là ngựa nó thấy cái rồi nhịp vô là nó biết nó nhảy. Cho em hỏi anh này ngựa này là nặng bao nhiêu ký vậy? 49 kg. Em nghe nói này ngựa là phải có một cái giới hạn cả khối lượng đúng không? Tức là nặng quá là không được đúng không? Nặng quá ngựa. Vậy thường là giới hạn cao nhất là bao nhiêu ký thì nếu mà vừa này 55 kg là cao nhất. 55 kg, 57 kg là nhiều. Em nặng nhiêu lên coi? Dạ em 80. Ok. Ăn nhiêu? Em 75 rồi thôi, hết tiêu chuẩn, học đủ tiêu chuẩn rồi. Rồi. Đó là ngựa xíu rồi. Ấy là ngựa ai mở bóng nhà xí. Là tuột xuống. Đây, anh thử. Ủa em muốn thử mà. Đúng rồi. Em muốn cùng tới đây chỉ này ngựa giả hả? Đúng rồi. Nè phải tập trước á. Dạ trên con gỗ thì dễ dàng. Rồi. Trong lúc đó là vẫn phải nắm dây cương. Vẫn nắm dây cương chứ đâu buông được, buông là nó chạy luôn. Rồi mình phải đứng luôn hả? Hai tay đè. Mỏi đùi lắm á. Với mấy em này là tập thể lực rất là nhiều.
em mới đứng vững trên lưng ngựa được. Mà cái cảm giác chân rung rung rồi nè, chân rung rung rồi nè. Cái cảm giác nó không thành bằng luôn. Đây. Là vậy luôn hả? Ok. Đúng tư thế. Trời, tư thế. Tự nhiên ta nãy trên mà ông đập phải động là sao trời? Kẹp vô lưng ngựa. Sao vậy? Đây, cái đó nó ngắn quá mà cái giò em nó kiểu nó dài, em không kẹp vô đâu được hết á. Không có kẹp vô đúng rồi. Em kẹp nó ở dưới này thì em kẹp được. Quyển luôn mà, kẹp quyển không thấy không? Phải kẹp bằng gối. Em không biết mô tả nó sao. Anh liên côn cao quá. Chứ ngựa khác bự hơn đi. Bự hơn cũng không được, người chung là con người là người nó phải nhỏ hơn chút. Dài quá đạp cái xuống tới nó. Đứng ổn rồi chừng lên. Một tay được rồi. Em này đỡ lên, em này búng lên chút xíu. Lên thẳng cái người lên không vậy được. Em búng lên. Chưa phải. Cộng chân được lên chút. Cộng chân lên. Cộng lên. À vậy. Ngồi thẳng lưng lên. Thoải mái cái gì, ngồi cái ghế sau là ngồi vậy đó. Dạ rồi. Đúng rồi. Giống cái chân đó. Thẳng cái chân rồi. Dù lỡ mà ngựa nó không nhún mình cũng có cái này chịu là nó không có luôn. Đó. Dạ rồi là cứ thế mà. Đó. Tức là mình lắc vậy cho nó. Đó. Cứ đẩy cái cương á, dặn vậy cho người vậy. Đúng rồi đó. Em đi giữ thức bằng được nè. Hạ người càng thấp xuống, khi mà người đã đua thì hạ người càng thấp xuống và người nó không có bị không có cản cái gió nó. À hạ người thấp xuống vậy. Cái chân lúc nào cũng kẹp vô. Ai có khi nào đầu ngựa đập cái đầu mình không anh? Mình cái đầu ngắm lên chứ đâu phải cái đầu ngựa chứ không. Phải ngẩng lên vậy. Ngắm lên dòm ở trước đường á. Dòm ở trước đường chứ không phải dòm. Ủa là nài ngựa, lúc mà đua ngựa là mình không có ngồi lên lưng con ngựa. Không ngồi, tại lúc mà nó là mỏi dữ lắm. Tại lúc mà nó phi á, dùng đứt mình nó chạy xuống xấu luôn á. Nãy giờ chạy được 500 mét chưa? Ấy giờ chạy mới có 200 mét à? Mỏi quá. Làm như vậy, y như con người thật. Từ đây sẽ có một người hướng dẫn. Thì anh sẽ hướng dẫn cho em leo lên, rồi sẽ đỡ lên, rồi ngồi với tư thế như thế nào, rồi con người nó đi làm sao. Chúc Lincoln may mắn. Anh có chia buồn với em, mới nói với gia đình là em rất là thương gia đình. Ok, anh sẽ chia buồn với con ngựa. Con ngựa này rất là dễ. Có cần phải làm quen với nó trước không? Vút đây. Khi mà ngựa mình lại đây phải vút nó cái đây. Vút dỗ nó mình biết nó mình dán như vút che để nựng nó ha. Rồi đây thì mình sẽ nắm lên đây. Tay cứng tay kia. Ngựa thì cái hả? Này cao hơn rồi. Nhúng lên, nhúng mạnh lên. Nhúng lên. Đó. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà chắc cưỡi thôi chứ không dám đua nữa. 1500 mét. Nhanh lắm. Chỉ cỡ này. Coi cái vèo thôi, chưa đủ đã mà. Quay lại đây. Đúng rồi. Đi ơi, cho đi thẳng tới. Nó cứ thay vào sau ta. Nắm đứng lại. Kiểu xuống dây. Rồi, đó. Ok. Thôi cho mà chè lên gương, chèo hỏi sai đi mọi người. Còn kéo anh về hòa nhập với cả cộng đồng với trời ơi. Tao thất vọng quá vậy Linh Cô. Đưa tôi đi xa. Dạ, tại vì cái kia là cái con người nó rất là mất thăng bằng với em lúc lên này. Em đứng ở trên là tầm 2 mét rồi. Đúng rồi, tại vì người ta nói là này ngựa là thường là hồi nãy anh nói là dưới 55 kg. Dưới 55. Tại vì thường chỉ cầm bốn mấy thôi là đẹp nhất, chứ mà bự con quá con ngựa đua không chịu không nổi. Với lại em thấy cái đua ngựa cũng khá là nguy hiểm cho nên là không ai cho đua đâu. Lincoln thì cũng khá là khá là khá là làm gì đâu, cái chuyện mà leo lên con ngựa bước tới bước lui thì ai không làm. Hồi nhỏ tôi còn đi Đà Lạt tôi cũng làm. Trai đẹp của em ra trận. Trai đẹp không bao giờ của mình. Tại vì đây là một môn đua thì phải có rất nhiều thời gian để chị có thể tập luyện được. Cái này trong một ngày em leo lên đó. Tôi hỏi nè, như là tại sao hồi nãy có vụ đánh mấy cái gì đó, là cái đó là quy định hay sao? Trong một cái chuyến đua như vậy là cái quy định thế giới, quy định quốc tế của thế giới luôn là 8 roi chứ không được hơn. Tại sau đó là nó giống như là mình ăn hiếp con ngựa quá. Tại vì khi mà mình đánh nó đó là cái adrenaline nó tiết ra thì làm sao con ngựa nó sung hơn. Thì giống như là nếu như mình đua xe á thì giống như là mình được cho một cái bình cho giống như nitơ á. Không, cái bình mà nitơ đi NO2 á, mình đẩy nhanh lên á. Thì cái này giống như để chiến thuật là coi như tới đoạn nào để mình phải đánh nó để nó đi lên. Hiểu không? Mà thường ấy chia sẻ thì trong một trận đua khoảng tầm 6 lần. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt nữa là những con ngựa đua mà mạnh nhất trên thế giới toàn là nữ không? Toàn là ngựa cái. Chứ không phải là ngựa đực. Vậy là ngựa cái phải... thường nhanh và mạnh hơn so với ngựa đực. Cái nó sung ơi. Đúng rồi. Ngựa đực á. Ngựa ngựa. Là ngựa đực là chỉ là dạng ngựa đẹp để mà biểu diễn thôi. Mà Liên Côn trả lời cái thơ của khán giả đó thì để mà học cái nghề nạy ngựa thì
mình không được nặng hơn 55kg. Và mình còn phải chấp nhận được tập rất là cực khổ, là hàng ngày phải tập luyện và phải quen với con ngựa để cho con ngựa nó biết mình. Nhưng mà và đặc biệt là phải mình phải yêu ngựa và đừng có bị dưỡng ngựa như Lincoln. Dưỡng lòng ngựa chứ. Thấy giờ chỗ. Hàng ngày hôm nay thì chuyến đi đánh visa của anh cũng hấp dẫn. Đương nhiên. Lincoln hôm nay làm cho chị Thanh hơi hụt hẫng nhẹ, đúng không vậy Tường? Không. Thật ra như cá nhân Bảo thấy ngày hôm nay là không có cần thám tử trong hai chương trình luôn. Đúng rồi, quan trọng là những người kia người ta làm hết rồi. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mà bình chọn thám tử xuất sắc cuối của Tường. Đầu tiên sẽ là chuyến đi của anh Hải Rapper. Mình nói lại đi. Mình nói lại đi, mình chọn tiết mục hay nhất thôi. Đừng có mình chọn thám tử nữa không? Tại vì thám tử không có giá trị ở đây không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra cái chuyến hành trình hấp dẫn hơn. Đó, vậy đi nó dễ hơn. Đầu tiên là chuyến hành trình của anh Hoàng Rapper. Tôi bất chấp hết miệng sao cho tôi huy chương để tôi đền hai cái máy được rồi. Cơ thủ của anh Hoàng Rapper. 1, 2, 3. Lâu được 5 sao. Cái này là ủng hộ tiền đền máy đó em à. Ủng hộ tiền đền máy. Rồi, bây giờ tới phần của Lincoln. 1, 2, 3. Thôi cho em nói cái đỏ đi để nó đen hết nhìn cũng kỳ. Rồi ok, anh Hải Rapper lại đây. Trời ơi, sướng quá. Hey. Xin cảm ơn tất cả. Chúc nhà tay cho anh Hải Rapper được hoàn thành từ xuất sắc nhất của anh ta. Rồi. Cố gắng về nhà đền máy nhanh. Thiệt mà, gian thiệt mà. Mẹ giá không bán. Bán là cũng được 20.000 để đền máy đó em. Đền máy được. Rồi bây giờ thì chúng ta có rất là nhiều thư để gửi về chương trình. Sẽ xin đọc hai nhiệm vụ tiếp theo. Xin chào các anh chị thám tử, em tên là Lê Ngọc Thanh, là một người rất đam mê ăn uống và nấu nướng. Vừa rồi em có thử làm bánh pizza ở nhà nhưng mà làm mãi không vừa ý. Coi trên mạng thì thấy nhiều người còn tung cả bột bánh lên và xoay tròn trên trời. Động tác này rất khó nên em không biết nếu làm vậy thì có cần thiết không? Và có làm bánh của em ngon hơn không? Xin nhờ các thám tử giúp em giải đáp thắc mắc này. Em xin cảm ơn. Ăn uống hấp dẫn quá. Nghe cái sau nữa đi. Cái sau đó nha. Ừ. Các thám tử và chị thư ký ơi, em là Phạm Trang Nhi ở Đơn Dương, Lâm Đồng. Người ta nói Sài Gòn có hai mùa, là mùa nóng và mùa nóng hơn. Nóng kinh khủng khiếp luôn. Nên địa điểm vui chơi thường xuyên của em là các công viên nước trong thành phố. Nhưng đi hoài cũng chán vì công viên nước nào cũng na ná nhau, không có nhiều điều khác biệt. Các thám tử chỉ em một nơi vui chơi nước nào mà mới lạ đi. Em về quê trốn nóng đây, khi nào các anh chị tìm ra thì cho em biết tin với. Thôi bây giờ cái màn mà ăn uống thì mình giao cho ai nhỉ? Ăn là chị Tường. Ăn là chị Tường à? Thôi, chị ăn nhưng mà em thấy chị đang bị thừa con đó chị. Đi xa đó chị. Thôi bỏ đi. Thôi để em đi cho. Nói chung là ăn uống ngon để em đi. Chả là ăn uống rồi để em hy sinh. Chị có bạn không sợ béo thôi. Con gái cũng dành, ăn uống cũng dành. Sao mấy cái khó khó gì của anh hay là khử? Sao không dành đi? Anh ăn kiêng, anh ăn không ăn hải sản. Vậy cũng nói làm gì đi. Đó, thôi được rồi, cái chuyến hành trình này sẽ giao cho Quang Bảo. Còn cái chuyện mà bơi bụng phao phết kìa thì mình giao cho ai? Kêu mấy thằng mập mập cho nó dễ nổi. Hợp lý. À, chứ nên nếu mà nói về cái chuyện mập mà dễ nổi chỉ có ba người thôi. Chứ mà ba cho là mập nhất trong cái đội thám tử này. Chờ dễ thương. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Nghĩ ba rồi chị ơi. Chị là dán chuẩn thôi quá. Rồi chốt. Chốt. Nói chung là tuần sau chúng ta sẽ có hai chuyến hành trình, một là của Quang Bảo và một của ba rồi. Thì chương trình tới đây cũng là hết thời lượng rồi. Mong quý vị là tiếp tục gửi thư cho Sĩ Thanh nha, cũng như đón xem chương trình du lịch kỳ thú trên HTV7 lúc 22:45 thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.